Chị đã tìm hiểu về sản phẩm phân bón lá cao cấp lớn trái mít ngừa sơ đen. Đây là một giải pháp tuyệt vời để giúp cây mít của bạn phát triển mạnh mẽ và ngăn ngừa các vấn đề như sơ đen. Hãy cùng khám phá chi tiết về sản phẩm này nhé. Lớn trái mít ngừa sơ đen giúp cây mít của bạn phát triển trái to, đẹp và không bị nứt trái. Hạn chế sự hình thành sơ đen trên trái mít giúp duy trì sự tươi xanh và sức sống cho cây. Có thể kết hợp được với các loại thuốc bảo vệ thực vật và phân bón khác để tối ưu hóa hiệu quả nuôi trái mít. Đặc biệt trong giai đoạn cây thúc trái có thể tăng liều lượng sử dụng để đáp ứng cho nhu cầu dinh dưỡng của cây. Sản phẩm lớn trái mít ngừa sơ đen không chỉ giúp cho cây mít phát triển mạnh mẽ còn đảm bảo chất lượng trái mít, từ đó nâng cao năng suất và giá trị kinh tế của vườn trồng. Mọi thắc mắc, bà con vui lòng liên hệ đến hotline 0776 400038 0919 817033.